Trong niềm xúc động xen lẫn niềm tự hào nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiếp nhận ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tháng 7 tri ân năm nay, nhân dân cả nước, thành phố nói chung và huyện Củ Chi nói riêng vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn hết lòng, hết mình, chăm lo cho đất nước, cho nhân dân. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một người đảng viên Cộng sản kiên trung, cả cuộc đời vì nước, vì dân, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Kế thừa đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn, 77 năm qua, cùng với các chế độ chính sách chăm lo của đảng, nhà nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chính sách, chăm lo thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chăm lo cho nhân dân. Qua đó, tổng kinh phí chăm lo từ ngân sách và quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện từ năm 2000 đến nay đã lên đến gần 820 tỷ đồng. Huyện đã tổ chức nhiều cái hoạt động chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công trên địa bàn của huyện. Đến thời điểm hiện nay thì tổng kinh phí chăm lo cho đợt hoạt động 77 năm ngày thương binh liệt sĩ là hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt là các đối tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn của huyện và các đối tượng là người nhiễm chất độc hóa học và những cái cô chú là thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn của huyện. Tổ chức các hoạt động nhằm gây cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa như quỹ người nghèo, như quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, quỹ vì Trường Sa xanh phát động để mình có nguồn lực để mình đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn cũng như chăm lo cho các thanh niên lên đường nhập ngũ hay là nhất là cái công tác là đền ơn đáp nghĩa. Phát huy truyền thống quý báu, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ chăm lo gia đình chính sách có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, huyện đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 8,7 tỷ đồng. Từ những hỗ trợ từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa này đã tiếp sức cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Nhiều người trong số đó đã trở thành những người làm kinh tế giỏi, đảm đương những trọng trách là cán bộ lãnh đạo quản lý ở nhiều lĩnh vực, hay cố gắng vươn lên, tự lực cánh sinh trong lao động sản xuất và học tập, góp phần xây dựng huyện Củ Chi ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.